Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cối Ca. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá tập tiếp theo của Suna Công Chúa Bình Minh nhé các bạn. Chào mừng hình các bạn, đây là tập 33 của Suna Công Chúa Bình Minh. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng trước khi mình review chi tiết hơn tập truyện này nha các bạn. Bây giờ chúng ta cùng khám phá tập 33 của Suna Công Chúa Bình Minh nha các bạn. Tập này không có siêu nhưng mà sẽ có quà, đây là bó kẹt được tặng kèm theo nha. Và tới khi lúc mà phát hành lại á, Suna Công Chúa Bình Minh sẽ tặng kèm theo cái tập lẻ nha các bạn. Đây là chính là cái tay gập và chính là cái hình của bó kẹt chúng ta luôn. Thì đối với bộ này là không phải bị rời nha các bạn, sẽ bị gập. Đây bị gập mình khá đáng tiếc, ước gì thì bị rời nó cũng khá xịn hơn á. Nhưng mà giá tiền 25.000 thôi thì khó mà đòi hỏi mà có bị rời nha các bạn. Toàn bộ bên trong sẽ in chữ shop bình thường, không có trang web nào hết, toàn bộ sẽ in trắng đen. Yuna không được tiếp xúc với Hest và Tứ Long. Cả yêu cầu gặp mặt Suwon cũng bị từ chối. Đêm đến khi Yuna lẻn ra khỏi phòng ngủ và tiến về phía ngự hư phòng của Suwon đột nhiên xuất hiện và bắt chuyện với cô. Trong lúc đó Tứ Long đồng ý tham gia diễn tập cùng quân đội. Mà ra trong tập 33 này chúng ta còn có ngoại truyện ngắn về thời niên hiếu của Hest. Rồi mời các bạn cùng chung ngữ, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.